Vào chiều ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin trong ngày nghỉ đầu tiên của Tết Dương lịch 2024, toàn quốc đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và bị thương 40 người. Trong ngày nghỉ đầu tiên, Cảnh sát Giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.375 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 17 tỷ đồng, tạm giữ hơn 100 xe ô tô, hơn 2.400 xe mô tô, 67 phương tiện khác, tước trên 1.500 giấy phép lái xe các loại. Ghi nhận về tình hình giao thông trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường cửa ngõ của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị ùn tắc. Từ 8 giờ trên nhiều tuyến đường của thành phố Hà Nội như Giải Phóng, Vành Đai 3, Nguyễn Xiển, lượng phương tiện về các địa phương tăng đột biến. Còn tại các tuyến đường tại khu vực bến xe của Hà Nội và cửa ngõ phía Nam đã xuất hiện tình trạng ùn ứ do lượng phương tiện giao thông đông hơn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông tại tuyến cửa ngõ phía đông thành phố, khu vực đường kết nối và đường dẫn thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây vào sáng ngày hôm nay ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm. Cụ thể là tuyến đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến giao lộ An Phú, đường dẫn cao tốc lượng phương tiện rất đông. Trên tuyến Võ Nguyên Giáp lượng xe thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng túc trực để phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa khi xảy ra ùn tắc. Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác, một ổ mại dâm phục vụ khách nước ngoài thu lợi bất chính 44 tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá, tạm giữ 7 đối tượng để điều tra. Đối tượng chủ mưu cầm đầu mang quốc tịch Trung Quốc là chủ của nhà hàng Fortune đã tổ chức hoạt động môi giới mại dâm có tính chất phức tạp. Mỗi ngày cơ sở đã tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng, chủ yếu là phục vụ cho khách nước ngoài. Giá cả mua bán dâm dao động từ 5 triệu đồng một lần và 12 triệu đồng một đêm. Kiểm tra hệ thống sổ sách của nhà hàng Fortune, cơ quan công an đã xác định từ tháng 2 cho tới tháng 12 năm 2023, chủ nhà hàng là Zhang Lei đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền đặc biệt lớn, khoảng 44 tỷ đồng. Khám xét tại nhà riêng của đối tượng, phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng cất giữ hơn 21 tỷ đồng tiền mặt và đây là số tiền thu được từ hoạt động môi giới mại dâm qua việc kinh doanh biến tướng nhà hàng karaoke. Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, Hồ Văn Liên trú tại thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị công an huyện A Lưới bắt giữ. Trước đó, từ tháng 10 năm 2023, trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, nhiều nhà dân trên địa bàn thị trấn A Lưới liên tục bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản. Lập chuyên án đấu tranh, vào khuya ngày 19 tháng 12, công an huyện A Lưới đã bắt quả tang khi Hồ Văn Liên đang đột nhập vào nhà của một người dân để trộm cắp. Khám xét tại nhà của đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều vật chứng, công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Tổng số tài sản đối tượng Liên trộm cắp tại nhà dân là khoảng hơn 47 triệu đồng. Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán thì tội phạm vi phạm pháp luật về pháo càng diễn biến phức tạp. Công an tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng vừa triệt phá hai vụ tàng trữ vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Quản lý Thị trường bắt quả tang đối tượng Lê Nguyễn Thanh Huy, quê tỉnh Kiên Giang, đang tàng trữ gần 500 kg pháo nổ trái phép tại một phòng trọ trên địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Lực lượng chức năng phát hiện có 7 loại pháo nổ với tổng trọng lượng gần 488 kg và 210 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cùng với hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, Trần Quang Huy, trú tại Đồng Nai, vừa bị Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Trước đó, sáng 29 tháng 12, lực lượng công an bắt quả tang Trần Quang Huy đang điều khiển xe mô tô trước một taxi 7 chỗ do Nguyễn Minh Ngọc, trú tại thành phố Bảo Lộc điều khiển tại đường dân sinh khu vực cao tốc Liên Khương Đà Lạt thuộc xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. Qua kiểm tra xe taxi, lực lượng công an phát hiện có 12 bao tải, bên trong chứa 257 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng là 434 kg. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận từng vận chuyển chót lọt một lần, đến lần này thì bị bắt. Thưa quý vị, trước tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, vũ khí tương tự vũ khí thô sơ, dao và phương tiện tương tự dao gây án đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tội phạm sử dụng các loại dao gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Vâng, chính vì vậy và một trong những nội dung đang được dư luận quan tâm và ủng hộ với đề xuất của Bộ Công an trong dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, đó là bổ sung dao có tính chất sát thương cao vào danh mục vũ khí thô sơ. Từ những cơ sở và thực tiễn nào để Bộ Công an đưa ra đề xuất như vậy? Đây sẽ là nội dung của mục tiêu điểm ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại Thái Bình,
Khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 9, người dân thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ báo tin về một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản. Đồng chí Đỗ Văn Tú, cán bộ công an thị trấn An Bài được phân công xuống địa bàn nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Đối tượng sau đó đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Ninh Bình. Còn đây là đối tượng Trần Quang Diện, trú xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Chiều 14 tháng 12, Diện có hành vi dùng dao đe dọa, gây rối tại địa chỉ số 28 phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Khi tổ công tác công an phường Kim Liên có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, Diện đã dùng dao đâm vào sườn trái và cánh tay làm thương nặng một cán bộ công an phường Kim Liên. Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn vụ việc nghiêm trọng mà các đối tượng sử dụng dao làm hung khí, gây án trong thời gian gần đây. Tội phạm cố ý gây thương tích tăng mạnh, mà toàn sử dụng những cái hung khí nguy hiểm. Mà mình trước đó mình không có biện pháp ngăn chặn xử lý sớm thì sẽ gây ra hậu quả. Hậu quả rồi thì báo cáo ông chí là không còn nói gì nữa. Nhưng đây là cái liệt luật của mình là để ngăn chặn, là nhằm phòng ngừa và ngăn chặn ngay. Phòng ngừa, cảnh báo để tuyên truyền và ngăn chặn để không ra gây ra hậu quả. Đấy mới là một cái mục tiêu của nhà nước mình, cũng như là của cái quy định của pháp luật. Nếu phòng ngừa là chính. Qua cái theo dõi cái hoạt động tổng kết 5 năm về thực thi cái luật phòng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thì các cơ quan chức năng cũng đã chỉ ra những một số những quy định nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu đấu tranh đối với những cái vi phạm pháp luật liên quan đến cái hoạt động vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Và trong thời gian tới đây thì rất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, hoặc thậm chí là chúng ta phải có thêm những cái quy định mới để đáp ứng với tình hình mới trong thời gian sắp tới. Trước tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, vũ khí tương tự vũ khí thô sơ, dao và các phương tiện tương tự dao gây án đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tội phạm sử dụng các loại dao gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Tại phiên họp mới đây nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Đa số các đại biểu đều đồng tình ủng hộ các nội dung sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Do yêu cầu của thực tế nó như thế thì mỗi một ngày nếu mà kéo dài thì một năm thì bao nhiêu vụ án sẽ dùng cái hung khí vật liệu là công cụ hỗ trợ, là cụ thể là cái dao sẽ gây ra tính mạng của người dân. Do vậy là xin là thông qua một kỳ họp theo cái phương thức là rút gọn. Cho ý kiến tại phiên họp về dự án này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ thống nhất sự cần thiết sửa đổi luật này. Tuy nhiên cần làm rõ khái niệm về dao có tính sát thương cao trong quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Vũ khí và công cụ hỗ trợ mà nó bao hàm các công cụ sản xuất và đời sống như các loại dao ấy, thì cái này Bộ Tư pháp rồi Ủy ban các cơ quan cũng đã có ý kiến rồi, bởi vì cái này nó tác động lớn lắm đến cái phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai là xung quanh cái chính sách về giảm các cái thủ tục hành chính cũng là vấn đề rất lớn. Ta đừng có để cho giảm cái này nhưng mà tăng cái khác, có nghĩa là tăng cái sự tuân thủ chi phí hành chính và chi phí tuân thủ pháp luật của người dân. Việc sửa đổi bổ sung quy định về khái niệm vũ khí, công cụ hỗ trợ là cần thiết. Trong đó nội dung dao có tính sát thương cao đưa vào danh mục vũ khí thô sơ đã được Bộ Công an nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng. Qua tổng kết 5 năm thực hiện luật vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho thấy, có đến 58% tổng số vụ việc và 54% tổng số đối tượng sử dụng các loại dao và phương tiện tương tự dao để gây án. Điều này đã cho thấy mức độ, tính chất phức tạp của loại phương tiện này. Tôi nói ví dụ như từ đầu năm nay và cuối năm ngoái trở về đây thì tội phạm mới là sử dụng công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ để cướp ngân hàng. Đây là một cái sự việc ấy mà các đồng chí thấy là rất ít xảy ra trước khi đại dịch Covid ở nước ta và các nước thế giới. Như vậy là cái sự manh động và cái việc ấy là hoạt động phạm tội có thể là tức thì
của các cái đối tượng đấy, là rất là manh động. Cái thứ hai nữa ấy, anh Tới đã phân tích về cái việc mà dùng vũ khí là dao để gây án đến cái 58% vụ việc và 54% đối tượng trong tổng số vụ việc và đối tượng. Như vậy là chúng ta đã thấy cái tính chất phức tạp hàng ngày. Cái thứ ba nữa ấy, là quá trình thực hiện ấy, thì tôi và các đã cử anh em đi nghiên cứu và đọc tài liệu của một số nước mà người ta đã có những cái đề cập đến cái việc hung khí dao ấy, để làm cái phạm tội. Và thực tế chúng ta đã chứng kiến. Qua khảo sát tại các làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh cho thấy, hiện trên cả nước có khoảng trên 2.300 mẫu dao khác nhau. Trong đó có khoảng 300 loại dao có tính sát thương cao như dao bầu, dao phay, dao quắm. Do đó, khi đối tượng với ý thức chủ quan, động cơ, mục đích trái pháp luật sẽ dễ dàng mua hoặc tự chế các loại dao có tính sát thương cao để sử dụng gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, gây mất an ninh trật tự. Chính vì vậy, để quản lý, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, cần phải quy định quản lý về hoạt động chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa các loại dao trong luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Nếu chúng ta chấp đi triển khai để đề xuất sửa đổi ngày nào thì tội phạm còn tiếp tục xảy ra theo cái nhóm mà chúng tôi đề xuất ngày đó. Chúng tôi sẽ hoàn thiện sớm đầy đủ ý kiến mà các đồng chí đề cập tối đa nhất, và chúng tôi xin là một kỳ, là kỳ 7, và chúng tôi sẽ báo cáo. Dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi đang được Bộ Công an chủ trì nghiên cứu xây dựng, dự kiến sẽ trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Nếu qua thảo luận của đại biểu Quốc hội có sự đồng thuận cao thì có thể xem xét thông qua ngay theo quy trình một kỳ họp. Cặp đôi nam nữ không thể ngờ rằng chỉ chưa đầy 24 giờ đã bị bắt giữ kể từ khi ra tay cướp giật điện thoại của vợ chồng người nước ngoài tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 12, Nguyễn Văn Nhân và Lê Thị Thanh Thảo đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 cho quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khuya ngày 23 tháng 12, đôi vợ chồng quốc tịch Singapore đang đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Siêu hướng ra đường Hai Bà Trưng quận 1. Khi đang dùng điện thoại iPhone 15 Pro thì bị hai đối tượng nam nữ đi xe máy giật chiếc điện thoại. Nạn nhân đã trình báo đến công an. Ban chỉ huy công an quận 1 đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự lập thành nhiều mũi trinh sát, tỏa đi khắp nơi, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Khi phát hiện chúng di chuyển bằng xe máy, các trinh sát đã truy đuổi vừa khéo léo dẫn dụ, vừa đảm bảo an toàn cho người dân. Băng qua nhiều tuyến đường, hai đối tượng đã bị bắt. Một nam thanh niên đưa hai chân lên yên xe máy và nằm trên yên xe khi đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 1, đoạn địa bàn tỉnh Bình Thuận, khiến cho người đi đường bức xúc. Tiếp nhận vụ việc này, công an tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định. Theo hình ảnh ghi lại, vào lúc 13 giờ 47 phút ngày 29 tháng 12 năm 2023, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, một nam thanh niên không đội nón bảo hiểm, đưa hai chân lên yên xe máy màu hồng và nằm thấp người trên yên xe, hai tay trồ ga chạy với tốc độ cao. Sau một đoạn đường dài nằm trên yên xe chạy, thanh niên này mới ngồi dậy trở lại. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận phê bình về hành động của nam thanh niên đi xe máy. Trước vụ việc trên, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện kế hoạch điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ trong quá trình lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế do Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện trong năm 2017. Xác định ông Nguyễn Trọng Đường, nguyên giám đốc VNCERT, đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Khang Phát, đơn vị tư vấn, công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.
ngày 29 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với 9 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Nguyễn Trọng Đường, nguyên giám đốc VNCERT, hiện là Phó vụ trưởng vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông. 2. Ngô Quang Huy, nguyên Phó giám đốc VNCERT, hiện là Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. 3. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty AIC đang bị truy nã. 4. Đỗ Văn Sơn, Trưởng Ban Quản lý Dự án 2 Công ty AIC. 5. Nguyễn Văn Thế, Trưởng Ban KT7 Công ty AIC. 6. Nguyễn Vũ Cường, Giám đốc Công ty Khang Phát. 7. Mai Phương Nam, Phó Giám đốc Công ty Khang Phát. 8. Đặng Xuân Minh, Giám đốc Công ty BTC Values. 9. Nguyễn Quốc Việt, Thẩm định viên Công ty BTC Values. Công an huyện Đức Trọng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá một đường dây vận chuyển pháo vào địa bàn tiêu thụ, thu giữ gần nửa tấn pháo nổ các loại. Rạng sáng ngày 29 tháng 12, 15 trinh sát đã mật phục vây bắt Trần Quang Huy, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang điều khiển xe mô tô phía trước một taxi 7 chỗ do Nguyễn Minh Ngọc, trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng điều khiển tại đường dân sinh, khu vực cao tốc Liên Khương Đà Lạt thuộc xã Liên Khương, huyện Đức Trọng. Qua kiểm tra xe taxi, lực lượng công an phát hiện có 12 bao tải, bên trong có chứa 257 hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng là 434 kg. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận từng vận chuyển chót lọt một lần, đến lần này thì bị bắt. Huy từng có 2 tiền án, một về tội trộm cắp tài sản, một về tội cố ý gây thương tích.